Nguyện chi đến sự Đức Giêsu Kitô cho chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và lời thông điệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả chị em. Tôi hứa nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria đến sự sống muôn đời. Thank you.
thì đến cùng đến đặt sân thầy. Và không ai trong anh em hỏi thầy đi đâu, nhưng vì thầy nói ra các điều ấy nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. Xong thầy nói thật với anh em, thầy ra đi thì có lời cho anh em. Thật vậy, nếu thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em. Nhưng nếu thầy đi, thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. Khi người đến, người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử, về tội lỗi vì chúng không tin vào thầy, về sự công chính vì thầy đến cùng Chúa Cha và anh em không còn thấy thầy nữa. Thầy bị xét xử vì thủ đoạn thế gian này đã bị xét xử rồi. Đó là lời Chúa. Từ Bến Tre mà về Sài Gòn mà về tới Gia Lai,
con thấy là ở trên di tích đó nó được lắm á, đúng lắm á, có lợi cho cha và có lợi cho dân nghèo. Nhưng mà đừng đi luôn nha, nó muốn về ở 4 năm rồi về, 8 năm rồi về là cứ như đi tù á, đi tù chứ đâu phải đi tù. Mà con vẫn ước ao rằng là nếu mà Chúa muốn con sống với người dân tộc và chết với người dân tộc, mình không dám nói gì là tương lai, nhưng mà sống với người dân tộc nó dễ thương lắm, dẫu xa kia nó vẫn còn hiền lành và thật thà hơn người tin. Người tin của mình gian man lắm, đủ trò. Người dân tộc nó dễ thương, người dân tộc ngày hôm nay bị nhiễm uế là vì người tin vậy, chứ còn người dân tộc chính gốc của họ là họ không biết, họ không có biết gian, họ không có biết tham. Người tin của mình người gian mà còn người tham, để đi dạy cho người dân tộc tham. Nhưng mà con nói những điều đó để mà nói rằng là qua cái cuộc đi xa này, thật sự ra con nói với người ta có gì hơn mà xa, 1 tiếng 15 phút là bay về tới Sài Gòn rồi. Tại vì dạo này là đi săn giá rẻ, có việc thì mình cứ đi máy bay mình về tưởng xa, đi máy bay giá rẻ, và máy bay giá rẻ thì dễ rớt, và rớt thì nhà nhà mình được tiền bảo hiểm. Thì con vẫn nói vừa rằng là từ xưa đến giờ mình chưa bao giờ mình làm gì được cho nhà dòng hết, cứ lên máy bay là cầu cho máy bay nó rớt được 20.000 đô, đóng một chút gì đó cho nhà dòng. Chứ từ ngày con nhà dòng tới giờ toàn là ăn hại nhà dòng mà chưa làm cho nhà dòng được đồng lợi nào. Để con nói rằng là tình thương của biết bao nhiêu người dành cho mình, ước gì cha ở Sài Gòn, ước gì cha ở gần Sài Gòn, để lâu lâu con lên Sài Gòn hay là con gặp cha ăn bữa cơm cũng đi cà phê. Nhiều khi con cũng mắc cười soi gương nhìn mặt mình vừa xấu vừa vô nghĩa. Nhưng ngồi ra trước khi dân lễ thì giảng lễ là nhìn các sơ người ngày hôm kia dân lễ cho mấy em đồng trú ở trong nhà mấy sơ cũng vậy, biết nhìn mặt mình xấu xấu vô nghĩa sao chưa giảng là nó đã cười rồi, đứng trên đây nhìn xuống các sơ cũng nhìn con, các sơ cũng cười. Con hiểu rằng là chắc có lẽ mẹ con đẻ con ra không đẹp nhưng mà vô nghĩa, mà chính vì cái vô nghĩa đó mà các sơ nhớ, các sơ cười. Thì rõ ràng là vì cái tình thương mà mình rờ một cái nơi đó mà đi chỗ khác, bao nhiêu tình cảm dành cho mình, hỏi có thiếu gì không, có cần gì không, cái gì cần, cần tình cảm thôi, cần tình thương thôi, chứ vật chất thì biết bao nhiêu cho đủ. Ngày hôm qua cái cha sách ba lô đi chợ, có người ở Gia Lai mà cha mới về đúng nói cha cần gì, không cần gì hết, muốn chia sẻ gì chia sẻ được, hỏi tôi ghét hỏi lắm, hỏi làm gì, sống thì đừng có hỏi, thương cha cứ mang đồ đó cho cha đi. Có nhiều người hỏi mà hỏi hay không phải thấy cái gì. Nãy giờ con muốn chia sẻ để nói với cộng đoàn là cái cảm xúc của cái người đi xa. Mình sống ở cái vùng địa miền Tây, xong rồi một cái bé đi lên đây, nhiều người tưởng con bị đề hay bảo rằng là chắc sống ác lắm, thì người trên nó đề lên đây, hay là một con người hoạt động mà bị nhốt lên đây không làm được gì. Họ nghĩ như thế rất hạn hẹp, và cái tình thương như thế đó là cái tình thương ích kỷ. Còn cái tình thương bao la rằng mình phải muốn cái người của mình thương đó phải đi đến một cái nơi nào đó để phục vụ và có ý nghĩa hơn. Dĩ nhiên ở đâu cũng cần, nhưng mà con nghĩ rằng những người nghèo cần mình hơn, còn ở những nơi giàu có mình cũng cần họ giúp đỡ, nhưng họ không phải là mục đích của đời tôi. Và cái cảm giác của con những ngày đi xa thì chắc có lẽ cũng cảm giác của Chúa Giêsu khi mà xa các môn đệ. Các môn đệ chắc có lẽ cũng giống như những người thân quen với con, cảm thấy rất là bồi hồi, rất là lo lắng, bởi vì thầy đi và không biết thầy đi đâu. Và ngày hôm nay chúng ta vừa nghe đó, Chúa Giêsu nói rằng là bây giờ thầy đến cùng với đấng đã sai thầy, thầy trở về cùng với cha thầy là đấng đã sai thầy. Để mà một lần nữa Chúa Giêsu xác định rằng cái căn tính và cuộc đời của Chúa Giêsu không phải nằm ở trần gian này, mà cuộc đời và căn tính của Chúa Giêsu đó là ở trên trời. Chúa Giêsu đến trần gian để cứu độ con người qua đời sống của Ngài và qua cái chết của Ngài, để rồi đến ngày được Ngài trở về cùng với Chúa Trên. Và cái hành động cũng như cái cung cách của Chúa Giêsu trở về của Chúa Cha đó, mỗi người chúng ta là người tiên đồ, chúng ta lại có quan niệm và chúng ta lại có thái độ của chúng ta về cuộc sống trần gian này. Cuộc sống trần gian này phải chăng nó chỉ là một cuộc hành hương mà thôi? Khi chúng ta nằm xuống, chúng ta không mang theo được cái gì cả. Chúng ta chỉ mang theo được tất cả những tình cảm, tình thương mà chúng ta
chia sẻ cho những người chúng ta gặp gỡ. Bao nhiêu cái bằng cấp, bao nhiêu cái xe con, bao nhiêu vật chất, bao nhiêu cái iPad, bao nhiêu cái iPhone, cuối cùng cũng để lại hết, không mang theo được gì, chỉ mang theo được tấm lòng. Và vấn đề lớn là chúng ta xác định cách tính của cuộc đời chúng ta. Nếu như chúng ta thấy cuộc đời của chúng ta là ở trần gian, thì điều mà chúng ta vun vén quyền lực, danh vọng, vật chất không sai. Nhưng nếu chúng ta tin và xác định rằng cuộc đời của chúng ta nó chỉ là một cuộc lữ hành để về nhà cha, thì cung cách của chúng ta sẽ sống khác. Chúng ta sẽ buông bỏ vật chất, nó chẳng là gì, phương tiện nó chỉ là phương tiện giúp chúng ta di chuyển, một cái máy tính nó chỉ giúp chúng ta làm việc, chứ nó không tồn tại cuộc đời của chúng ta. Ngày hôm nay rất nhiều người định nghĩa cuộc đời của mình bằng những cái biệt thự, những cái xe hơi đời mới và những cái chiếc điện thoại lúc đức và những cái máy tính với cái giá rất trời. Có một lần con có dịp gần với Đức Ông Phương thì Ngài nói: cha biết không, có một cha nói với con, Ngài xài cái laptop nhỏ gọn mỏng đẹp lắm. Con hỏi Đức Ông nhiêu tiền? 52 triệu. Con nghe xong rồi con rụt rụt. Con chưa bao giờ con dám mua một cái laptop mới, dẫu rằng mình có tiền, nhưng xung quanh mình còn biết bao nhiêu con người nghèo và biết bao nhiêu người cần cái sự chia sẻ của mình. Ôm cái laptop 52 triệu nó vô bàn tay của mình làm cái gì? Con không nói xấu cha nó, nhưng mà mỗi người có một cái quan niệm và một cái ý niệm về vật chất và cái cách sử dụng của mình. Nếu như mình muốn tôn tạo cuộc đời của mình bằng những vật chất, thì mình có quyền đi xây đời mình trên những cái vật chất đó. Còn nếu như quê hương của mình ở trên trời, thì mình tìm kiếm những sự trên trời như Thánh Phaolô nói. Anh em hãy tìm kiếm những sự trên trời, đừng đi tìm kiếm những sự của thế gian. Mà lòng của con người chúng ta thấy nó buồn cười lắm. Cái lòng tham của con người nó vô độ, nó không bao giờ đủ hết á. Hôm nay có cái này, ngày mai muốn có cái khác, ngày mai có rồi lại muốn nữa, và cái lòng muốn đó nó không dừng lại. Để rồi những ai chạy theo vật chất, chạy theo danh vọng, chạy theo quyền lực, nó làm cho người ta đau đầu. Bởi vì không có thì người ta ráng kiếm, mà có rồi thì người ta kiếm thêm. Còn những người mà kết hợp với Đức Kitô, để rồi cuộc sống của họ, họ ý thức được rằng quê hương này chỉ là hội tạm, thì họ cảm thấy cuộc đời còn nhẹ nhõm lắm. Vấn đề còn lại đó là mỗi người chúng ta quan niệm cuộc đời này là gì. Chúng ta coi coi cuộc đời này có phải là tạm bợ hay cuộc đời này là cuộc đích. Mỗi người chúng ta trả lại trước mặt Chúa, cũng như mỗi người chúng ta chọn lựa cho mình công tác sống. Nếu như chúng ta xác định rằng cuộc đời này là vinh quang, cuộc đời này là quyền lực, cuộc đời này là vật chất, chúng ta cứ đi tìm, chẳng ai trách chúng ta cả, chẳng ai oán chúng ta cả. Còn nếu như chúng ta xác định rằng Chúa Giêsu sẽ trở về cùng với Chúa Cha, để chúng ta là những đứa em của một đàn một của người trưởng tử mang tên Giêsu, thì cung cách sống của chúng ta sẽ sống nhẹ nhõm với cuộc đời này, chúng ta sẽ sống thanh thoát với vật chất, chúng ta sẽ sống thanh thoát với quyền lực, chúng ta sẽ sống nhẹ nhàng với danh vọng. Dĩ nhiên rằng một sự ra đi nào đó của một con người bé mọn này thôi cũng để lại tình cảm cho bao nhiêu người luyến tiếc, nhưng mà con cảm giác rằng sự ra đi của mình lên cái vùng dân tộc này nó lại có ý nghĩa hơn. Sự ra đi của Chúa Giêsu làm cho các môn đệ buồn sầu bởi vì vắng cái người mà mình thương, nhưng mà sự ra đi của Thầy Giêsu lại có lợi hơn người khác. Đó là cái cảm giác rất bình thường. Nói tới đây con lại nhớ cái bài hát mà con hay mở đó. Em hỏi anh có bao giờ có sông đi đường trôi? Anh trả lời với em rằng một ngày nắng hạ sông sẽ cạn khô. Em hỏi anh có khi nào đám mây kia thôi không ngừng bay? Anh trả lời mây ngừng bay khi mưa đến bất chợt. Thì như là cái tình cảm của cái đôi nam nữ này, con cảm giác giống
thương chúng ta. Và rồi chúng ta cũng nhiều lúc chúng ta sẽ buồn, chúng ta sẽ cảm thấy thao thức như cái người trong bài hát. Sau khi sư anh không nói để em đôi lời tình yêu đến lúc tàn phai, cho con tim em xót xa mong chờ, trời tan cơn mây sẽ bay lại đêm, em sẽ có ăn quay về. Chúa Giêsu vẫn quay về, Chúa Giêsu vẫn ở với mỗi người chúng ta. Nhưng mà điều nào chúng ta có cảm nhận được sự hiện diện của Chúa Giêsu trong cuộc đời của chúng ta hay không? Xin Chúa thêm ơn cho mỗi người chúng ta, để ngày mỗi ngày trong cuộc sống chúng ta kết hợp với tình yêu Giêsu, để rồi dù chúng ta ở đâu làm gì, Giêsu vẫn ở với chúng ta trong tất cả cung cách của đời sống, trong lời nói, trong việc làm, để một ngày kia khi chúng ta nhắm mắt để đợi, chúng ta có một chỗ trong cung lòng của Giêsu. Nhờ việc hiến dâng thân xác mình làm nghi lễ thật chân thật giả,
con ngài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được tận hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Chúa Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse và trên năm Đức Chúa Nữ, các thánh tôn đồ và toàn thể các thánh đại sứ đại đoàn Chúa qua mọi thời đại, và cùng với cả ngài chúng con được kết người và thúc với Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, bởi người và trong người mà mọi nhân từ và vinh quang được quy về Chúa là Cha quả năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lời Chúa cụ thể và cha thể được từ dạy, chúng ta giảng nguyện rằng: xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến